Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn các loại quạt thông dụng được sử dụng rất nhiều hiện nay. Và hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn các loại quạt thông dụng hiện nay trên thị trường. Đầu tiên là quạt trần. Quạt trần có hai loại, quạt trần thường và loại quạt trần có đèn. Đây là loại quạt có cánh dài, thường sử dụng để làm mát trong phòng rộng có nhiều người. Vì quạt trần được gắn trên trần nên nó sẽ không chiếm mất không gian làm việc và sinh hoạt của bạn. Cũng có thể sử dụng làm quạt trần như một vật trang trí trong ngôi nhà của mình. Tiếp theo, quạt đào trần. Quạt đào trần được lắp đặt ở những căn phòng có diện tích nhỏ hơn so với quạt trần. Việc lắp đặt quạt trần cũng đơn giản và chi phí thấp hơn. Và quạt hơi nước. Quạt hơi nước làm lạnh, sử dụng độ lạnh của nước tạo đá, tạo ra luồng khí mát tỏa ra xung quanh, thường được lựa chọn trong đặt trong phòng ngủ. Quạt thông gió. Quạt thông gió giúp hút bớt không khí bẩn trong phòng kín để đưa ra ngoài. Đây là loại quạt được sử dụng để lắp đặt ở trong phòng máy lạnh hoặc nhà vệ sinh. Quạt bàn, quạt đứng và quạt treo tường. Quạt bàn là loại quạt thông dụng nhất hiện nay. Quạt phun sương. Quạt phun sương được thiết kế đơn giản nhằm sử dụng hệ thống bơm nước. Máy bơm được lắp sẵn trong quạt sẽ bơm nước chứa trong bình nước dẫn theo ống đi lên mặt trước quạt, sau đó được thổi ra hơi mát, đồng thời làm tăng độ ẩm trong không khí. Quạt phun sương có khả năng làm mát không khí trên diện tích phòng rộng trên 20 đến 30 m². Vừa rồi tôi đã chia sẻ tới quý vị và các bạn các loại quạt được sử dụng rất nhiều hiện nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.